cái mưa đầu mùa nè. Mưa lớn luôn rồi nè. Bởi vậy tôi thấy vô tôi nói là cảm thấy nó mát mát đi mà. Wow, mưa lớn rồi bà con ơi, 30 tháng 4. Đây mưa ở cái nhà mình luôn nha. Đấy mà, đủ 30 tháng 4 rồi, phải có mưa lớn mới được. Đây mình đang ngồi uống cà phê với ông anh là ổng mưa luôn. Trời mưa mát luôn. Mưa mát không anh? Mát trời ổng địa. Mát trời ổng địa luôn anh ha. Rồi mưa nè bà con ơi. Vậy, 30 tháng 4 mưa. Cái này giải nhiệt cho bà con ở nhiều cái cảnh này éo le lắm nè. Vườn tược này kia đồ héo queo hết trơn à. Ủa có chỗ thì không có nước tiêu xài luôn. Mưa này cũng hơi khá khá lớn rồi nè. Phải lớn là lớn chứ không khéo. Ở đây là huyện Phụng Hiệp bà con ơi. Đây là xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, mưa lớn bà con ơi. Nhà vườn mình cây trái bây giờ cũng như là được ai mà cho vàng. Cho vàng ha. Được ai giống ai cho vàng luôn. Ở đây che thủng lưới luôn à. Thủng lưới rất tốt. Vậy chứ mấy cái chỗ kia người ta đi mua nước rồi đó tiêu xài, chứ không ngoài dùng Tiền Giang, Long An rồi đó. Tiền Giang, Long An thì chắc định lại có mưa à. Ờ, chắc định lại có mưa rồi bà con cũng đỡ. Cũng vừa mới nói vừa nắng gắt gắt xong rồi ông trời ông cho một cây mưa cũng khá là lớn luôn nè bà con. Mưa ở ngay chỗ cầu Trắng, Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bà con ơi. Giải nhiệt cho bà con một số vấn đề nóng oi bức. Quá đã luôn rồi. Nhà mưa là bà con đó. Dù không lớn nhưng mà cây mưa này cũng khá là lớn, cây mưa đầu mùa mà. Mưa ngay chân dịp lễ 30 tháng 4 luôn. Ừ. Ở tâm nợ là mình có cái lễ rồi. Ừ, có cái thông lệ. Thông lệ là 30 tháng 4. 30 tháng 4 là mưa lớn rồi. Ở tối nay anh có đi dự lễ đâu không? Tối nay anh có đi chơi đâu không? Có hôm qua đi vô trong vườn. Có thằng em vợ mới về. Ờ vậy. Rồi đi trong vườn á. Ừ. Trong vườn nhậu rồi hôm qua, rồi đám cưới rồi hôm qua vườn á. Anh đi tịch ba bữa rồi. Bữa nay nó rủ đi bên đó xe nè thôi. Mai đi bữa nữa. Vô vườn nhé. Tối nay có dự định đi 30 tháng 4 không? Không, hôm nay về về em ngủ vô đất tinh nè. Dạ hả? Bữa đó vô nhậu rồi. Dạ, ok rồi ca. Rồi ca. Giờ đi vô Ông Phước hả? Ông Phước ngày bơi còn đi trong gieo léo. Đi ngủ không đi vô. Ừ. Căng thơm đi vô tẩm luôn á. Về về ông nghe tôi nói bắt đi công chuyện rồi. Ờ, ngày lễ lớn mà. Mình ngồi quay qua đây. Đây gọi đây nè, gọi đó mưa. Mưa hả? Sao dán. Đó? Sao đó? Dán là tôi mới chạy vô đây nè. Mưa này cũng đỡ đỡ khổ.
Vậy chứ mát lắm nghe anh hai hả? Vậy chứ mát lắm đó, bà con nhà hiện mát lắm. Từ giờ là dây déo của mình làm 5 phút rưỡi rồi con, cây mưa kéo dài từ nãy giờ đó bà con. Vừa rớt hột mưa tí xíu là mình quay dây déo cho bà con xem. Coi như là chúc mừng đi bà con ơi. Ôi bức quá mà. Đi quay phim thấy nhiều cái cảnh mấy anh làm công trình nó nắng ôi bức, nắng mà kêu bằng nắng cháy da người luôn đó mà mấy anh vẫn còn làm. Giống như điển hình ở công trình ngay chỗ mình ở đây là ta làm bờ kè nè, mới nãy trời nắng gắt ôi bức luôn mà cơ giới mấy anh còn làm ầm đùng á. Mà hơn nữa là hôm nay là 30 tháng 4 mà mấy anh không nghỉ luôn, anh thấy không? Tăng tốc. Còn mưa kéo dài lần trời, ông trời ông còn đen lắm. Trời ông còn chuyển đen. Dạ. Dạ. Bây giờ thì dịu bớt rồi, nhưng mà vẫn còn thấm mưa. Mưa kéo dài dài chút xíu nữa thì cũng hơi đỡ, càng lâu thì nó càng đỡ tí xíu nữa. Mặc dù cho nó nhỏ nhỏ nhưng mà cây mưa mà kéo dài dài nó cũng đỡ anh hai á. Kéo dài đó. Ôi bức, quá chừng nắng. Nắng hạn nhờ mưa dầm. Mát lại, mát trời liền. Nhưng mà mé ở thành phố Ngã Bảy chắc mưa nhiều lắm, với lại hướng về Cần Thơ chắc mưa nhiều. Rồi nắng dịu rồi bà con ơi, hết mưa rồi. Đây. Dạ đây là kênh sáng Nàng Mau, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp nha bà con. Cây mưa thì thiên nhân quay cũng báo tin mừng thôi cho bà con xem cây mưa đầu mùa ở xã Tân Long. Vì nắng mấy tháng nay ôi bức mà ở trong nhà chịu không nổi luôn bà con ơi. Thú thật là mình cũng vậy nữa, mình ở trong nhà chịu không nổi, phải đi tới đi lui chạy đi tìm những cái chỗ nào bóng mát thôi. Mình làm công việc về mình nó dựa vào bóng mát mới chịu mới nổi bà con ơi. Rồi hết mưa đã thế này ha. Hết rồi. Tạnh mưa bớt rồi. Dịu bớt. Cái mưa này dịu lại. Giờ hướng trên đó còn mây anh hai đó, mây chả nó anh hai, mây nhiều quá. Rồi hết mưa bà con ơi. Ở video mình kết thúc bà con ơi, hẹn gặp lại video tiếp theo ha.